Rồi đó. Học đều luôn đó. À, hít sâu thở đều. Hít thở đều, hít thở đều, hít thở đều. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, sản phụ Nguyễn Thị Hát sinh năm 1990 tại Quốc Oai Hà Nội nhập viện khoa đẻ tự nguyện D3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sau khi xuất hiện cơn chuyển dạ. Vào lúc 11 giờ 34 phút, bác sĩ thực hiện đỡ đẻ cho sản phụ. Tuy nhiên không giống như những ca sinh thường khác, em bé sinh ra vẫn còn nằm nguyên vẹn trong túi ối. Ca đỡ đẻ còn nguyên túi ối hay còn gọi là đẻ bọc điều là hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1 trên 80.000 ca sinh nở. Trực tiếp đỡ đẻ ca sinh hiếm gặp này là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thông thường khi chuyển dạ, sau khi cổ tử cung đã mở, dưới tác động của cơn gò tử cung làm tăng áp lực trong buồng ối, màng ối sẽ vỡ và nước ối chảy ra ngoài. Vì vậy, tình trạng màng ối được giữ nguyên vẹn cho đến khi em bé sinh ra là rất hiếm gặp. Kỹ thuật đỡ đẻ đòi hỏi sự khéo léo và tay nghề cao của bác sĩ, bởi khi đưa cả túi ối ra khỏi bụng mẹ, mọi thứ có thể trở nên trơn trượt và khó xử lý hơn. Sau khi đỡ đẻ an toàn, bác sĩ tiến hành rạch túi ối, nước ối thoát ra dần và lớp màng ối được bóc ra khỏi người bé. Bé gái chào đời với cân nặng 2.200g, con được đặt tên là Nguyễn Tuệ An. Hiện sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định và đã được xuất viện.